Hoan hỷ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 4 âm lịch. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn về vận trình công danh sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của những quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 4 âm lịch. Các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 4 âm lịch này thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ phải chịu nhiều ảnh hưởng bởi hung tinh Thái Tuế nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất đó là vấn đề về kinh tế. Họa vô đơn chí, đây là một năm cực độc nếu bản mệnh không nắm được vận trình Thái Tuế và cách hóa giải hung tinh thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì sẽ rất có thể gặp đại nạn trong năm 2022 nhâm dần này. Tiểu nhân sẽ vây hãm và quấy phá liên tục. Nhưng quý vị cũng đừng vì thế mà những gia chủ tuổi Tân Tỵ chúng ta phải quá lo lắng. Những khó khăn trở ngại trong cuộc sống đến với mình cũng chỉ là để giúp cho bản thân mình hoàn thiện hơn mà thôi. Và đương nhiên là sau những biến cố xui xẻo, bao giờ cũng là con đường sáng lạn ở phía trước. Và nếu nắm bắt được vận mệnh và biết cách đi đúng hướng, thì những gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 4 âm lịch này chúng ta vẫn sẽ có được những thành công đột phá, đứng đầu trong top những con giáp giàu có trong năm 2022 nhâm dần này. Vậy thì để biết được vận trình tài lộc của mình trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một video phân tích của chúng tôi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Họ là người trọng tình, trọng nghĩa, trọng chữ tín và đối xử với mọi người không phân biệt giàu sang. Họ có tinh thần trách nhiệm rất cao, vì vậy ít nhiều sẽ đặt cược những thành công nhất định trong cuộc sống. Mặc dù khó tránh khỏi những thăng trầm theo thế cuộc, nhưng hoàn cảnh nào họ vẫn có thể thích ứng được. Người tuổi Tân Tỵ mềm dẻo nhưng nóng bỏng, thích giao tiếp, trao đổi, tính hướng ngoại. Sự nồng nhiệt của họ còn thể hiện ở chỗ thích những nơi vui nhộn, sôi động và ưa náo nhiệt. Chính vì vậy, họ không giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thường tâm sự, trao đổi, chia sẻ với mọi người. Mọi cảm xúc của họ đều bộc lộ qua nét mặt hay những phản ứng tâm lý về hành động, lời nói hay thái độ. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của quý gia chủ tuổi Tân Tỵ. Mọi mưu sự toan tính đều dễ thực hiện. Mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Những người tuổi Tân Tỵ đã bước sang tuổi 21 trong năm 2022. Một số bạn ở độ tuổi này đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cần đặc biệt lưu ý vấn đề này, bên cạnh đó bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu nhau. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Ất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, gia chủ tuổi Tân Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Tỵ năm 2022, người sinh năm 2001 không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra nhận trách nhiệm bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân. Trong thời điểm một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ qua. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Tân Tỵ có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao. Nhưng nếu biết cách cân đối chi tiêu, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2001 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần hạn chế ra ngoài tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển hay đôi khi ngồi không cũng gặp họa trong tháng này. Mặc dù chỉ là trầy xước tay chân không đáng lo ngại, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bạn. Nhắc nhở người tuổi Tân Tỵ trong năm này hết sức tránh việc hành động vội vàng để có thể tránh sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước biến chuyển nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến đến với bạn. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có nhiều khi bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe, góp ý của người lớn tuổi. Tổng quan trong tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Tân Tỵ, trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 4 năm 2022, tức ngày 10 tháng 5 năm 2022, dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tức ngày 22 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Tỵ trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 4 năm 2022, tức ngày 7 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 4 năm 2022, tức ngày 19 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Tân Tỵ trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.